Mình xin chào tất cả mấy anh em và tất cả các bạn nha. Bữa nay mình muốn thanh lý con giang cơ các bạn. Con giang cơ này là của AT các bạn. Của AT mà model là A388 nha. Con này cũng nổi tiếng một thời gian ở bên Thanh Quy á, mà bây giờ Thanh Quy không còn hàng nữa nha. Cái này mình mua khoảng hơn 1 năm các bạn. Con này thì mình mới có xài làm tầm khoảng được 4 tháng nha. 4 tháng mà mình bỏ nó ra các bạn. Bỏ ra rồi mình cắt, mình không có xài nữa. Tại vì mình nâng cấp cái mixer Dynacord á các bạn, nên mình không có đi con này nữa. Con này chỉ là có echo thôi nha, không có reward nha. Đây là cái khung chỉnh echo các bạn. Delay nè, repeat nè, bass nè. Với chung echo nè. Với chép của echo nè. Với echo tổng các bạn. Phần bên đây là phần chỉnh cho micro nha, bass nè, âm chung nè, âm chép nè. Dưới bên đây là bass của nhạc nè, âm chung nhạc nè, chép nhạc nè, ba lăng tổng, ba lăng nè, ba lăng cân bằng á. Đây là volume, volume của micro nha, volume tổng á. Đây là volume nhạc. Con này đặc biệt là nó tới 5 6 đường micro các bạn. Có 3 cổng ở đằng trước nè. Để mình quay mặt sau cho các bạn xem nha. 3 cổng micro trước. Cái này là hai đường output 1, output 2 đường ghim nhạc á các bạn. Nhả ra là output 1 nha, nhắn vô là output 2 nha. Con này chưa qua sửa chữa các bạn. Đây phía sau. Phía sau này sub voi, cái này mình không có xài mình không biết nha. Có cổng sub đó nè. Cái này mua xít. Mấy cái này thì mình chưa xài qua mình không rành nữa. Cái cổng này cổng gì mình cũng không biết luôn. Cái này đường này ghim cái gì mình quên rồi không biết nữa, mình không nhớ nữa. Output 1, output 2 là mình ghim cái dắt bông sen ra 6 ly các bạn, ghim điện thoại hay máy tính bảng hay laptop nè, vô hai cổng này nè. Với đặc biệt cái con này nó có feedback chống hú các bạn, feedback chống hú nè, nhắn vô là chống hú nha, chống hú khoảng được khoảng 30% á, chứ không phải là chống hút tuyệt đối nha. Nhả ra là không có chống hú nha, nhắn vô mới chống hú. Ở trước 3 cổng micro rồi ở sau 3 cổng, như là 6 cổng micro á. Dưới ở đây là có thêm 2 cổng micro tương với volume 1, volume 2 là xài xài dắt Canon nha. Các bạn muốn xài 6 ly xài, không phải là xài dắt Canon. Lúc trước mình xài dắt Canon chứ không có xài 6 ly. Để mình quay bên trong các bạn xem lại một lần nữa nha. Đây, mình mới mở nắp ra các bạn. Cục nguồn. Bên trong vẫn còn sáng đẹp nha các bạn. Mấy cái linh kiện ở trong này mình cũng không gần nha, mình chỉ quay đơn giản các bạn dòm thôi. Linh kiện vẫn còn sáng bóng nha các bạn. Tính ra mình nghĩ xài con này chắc cả năm à. Cả năm mình bỏ vô hộp mình cất chứ mình không có xài. Lúc trước mình tính để dành lại mình gắp thùng kéo kéo mà bây giờ mình không có gắp.
nên mình muốn thanh lý lại cho các bạn. Các bạn xem mấy chân linh kiện còn sáng giới luôn á. Đặc biệt con này là chỉ xài eco nha các bạn, không xài không có gì vạt nha. Có mấy con tụ nè, con tụ còn phẳng lì nha, chưa có phiền các bạn. Mấy con chip này không biết chip gì để quay kỹ gỉ. Rồi mình chỉ quay nhiêu thôi nha, với khúc sau mình có ông anh của mình muốn thanh lý một số đồ á, các bạn xem tiếp video nha. Con này mình thanh lý giá 500k các bạn. Anh em nào mà muốn sở hữu con này thì liên hệ mình nha. Rồi các bạn xem tiếp video mình khúc sau ông anh mình có thanh lý đồ, các bạn xem mua được món nào thì mua nha. Rồi mình xin chào anh em nha. Mình hôm nay mình có con dàn số bonsai X7 anh em, với cặp loa 3 tấc đôi. Mình muốn bán thanh lý lại cho anh em xài. Do con dàn số này mình thích, mình mua gì mà mình không có biết chỉnh anh em. Rồi thành ra mình chỉnh cái tiếng echo quạt nó không hay, ngồi xài cũng khó. Anh em nào biết chỉnh dàn số, mua gì setup nó echo quạt tiếng hay lắm nè, còn mới chát luôn anh em, chưa qua sửa chữa hết trơn. Cặp loa 3 tấc đôi nè anh em, đó cặp loa 3 tấc đôi. Rồi để mình quay dàn số trước đi, rồi chút mình quay cặp loa cho anh em coi nha. Rồi để mình lấy ra mình quay sau lưng cho anh em coi nha. Tiếng echo quạt nó hay lắm mà do mình không biết chỉnh đó nè, rồi mình xài không được. Để mình quay mặt sau cho anh em coi. Mặt sau đây, do điện thoại mình quay không được rõ, hơi tối, anh em xem thông cảm nha. Rồi để mình tháo ra cho anh em xem ruột luôn nha, do hàng còn nguyên à mà mình bán thì thôi mình tháo ra cho anh em xem luôn. Đây nè anh em, mình tháo nắp nó ra này rồi nè anh em, để mình quay ruột cho anh em coi nha. Đó, còn mới chát luôn, chưa sửa chữa gì hết, do mình xài mình không có biết chỉnh đó. Mình quay sau cho anh em coi. Đó, anh em thấy không, thằng khô nó nè, nó hai tầng phô luôn. Còn mới chát luôn. Chung mình mua về là mình xài đâu được chừng tháng về. Hồi mua thì tiệm ta set up cho mình. Hồi mua thì tiệm ta set up cho mình mà lo người ta khác, cái gì lo mình khác nữa, cái mình nghe không được, nghe tiếng không êm, bị mình không biết căn chỉnh lại đó. Anh em nào biết căn chỉnh xài tiếng echo quật nó hay lắm đó. Nó còn nguyên chưa sửa chữa gì mà do mình muốn bán đó, rồi thôi sẵn mình tháo nắp ra cho anh em xem ruột luôn. Mình bao máy còn zin cho anh em luôn nha. Anh em nào có muốn mua đó liên hệ với mình, số điện thoại mình để dưới góc màn hình đó. Mình thanh lý mình bán giá rẻ cho anh em xài.
Rồi giờ mình để mình quay cặp loa ba tắc đâu cho anh em coi nha. Bát ba tắc. Con 75 đó anh em. Mạch lọc con đầy đủ. Mình muốn thanh lý con dàn số nè. Với cặp loa này. Anh em nào mua thì liên hệ mình mà số điện thoại mình để góc màn hình. Để lại cho anh em xài. Để mình quay vòng vòng lo cho anh em coi. Cái lưng nữa. Rồi thì để mình tháo cái lưới nó ra cho anh em xem lo nó luôn. Để mình tháo lưới ra cho anh em xem lo nha. Đây rồi đó anh em, mình tháo lưới ra rồi đó anh em. Mình tháo lưới ra đang cho anh em coi lo nó với mạch bộ mạch lọc nó luôn. Đây mình để quay gần. Bát nó 4 bát một cùng một loại. Để mình quay cái lọc cho anh em coi. Thùng sơn rồi có nỉ trong chống ẩm đồ đầy đủ hết trơn. Bên này cũng vậy. Hai bên đều y gan hết. Bốn bát cũng lội luôn nha anh em. Đó là con dân số đây. Cặp thùng này anh em nào có nhu cầu xài đó thì liên hệ với mình. Số điện thoại mình để dưới góc màn hình đó. Mình để giá rẻ là cho anh em xài. Để mình lật cái lô. Điện thoại quay mờ quá. Bốn bát đều một loại một nha anh em. Bốn bát thứ một. Anh em nào có muốn mua lại nhà mình test con dân số với cặp loa cho anh em nghe. Mình tháo ra hai cái cho anh em coi. Còn lại hai cái. Rồi anh em nào có nhu cầu xài đó thì liên hệ với mình. Rồi để mình quay lại con dân số một lần nữa. Đây con dân số X7 nha. Đó. Tiếng hay lắm mà do mình không biết chỉnh. Còn mới 90% luôn. Đây cặp loa. Rồi mình xin chào anh em nha. Anh em nào có nhu cầu xài đó liên hệ với mình, số điện thoại mình để dưới góc màn hình đó.